AFF Cup 2021 đã đi qua được 2/3 chặng đường. Khách quan mà nói, giải năm nay chứa đựng sự tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn của các đội tuyển. Tuy vậy, nếu để nói rằng đây là một giải đấu thành công trong mọi công tác thì có lẽ câu trả lời sẽ là chưa. Bởi lẽ, vẫn còn đâu đó những khoảnh khắc xấu xí mà các đội tuyển để lại, nổi bật trong đó là lối chơi bạo lực cần đáng được lên án. Đã không ít lần tại AFF Cup 2021, giới mộ điệu Đông Nam Á lên án lối đá phi thể thao của các đội tuyển như Singapore, Indonesia hay Malaysia. Dẫu vậy, người ta cũng không quá bất ngờ khi đó là thứ bản sắc đã ăn sâu vào tiềm thức của các đội bóng này từ trước đến nay. Tuy nhiên, thứ khiến người hâm mộ đặt dấu hỏi lớn hơn cả đó chính là việc điều hành các trận đấu của ban tổ chức AFF Cup 2021. Sẽ chẳng có một tư tưởng đá xấu đá láo nào xuất hiện nếu như công tác trọng tài và giám sát trận đấu được đảm bảo. Phải chăng, đang có một sự dung túng thực sự cho lối đá bạo lực nêu trên từ ban tổ chức giải? Nếu thực sự như vậy, sẽ rất lâu nữa thì giải đấu cấp độ cao nhất dành cho các đội tuyển quốc gia tại Đông Nam Á mới thoát khỏi cái mác ao làng. Cho tới nay, AFF Cup 2021 vẫn chưa có thẻ đỏ nào được rút ra. Điều này thực sự khó hiểu, nhất là khi giải năm nay chứa đựng rất nhiều những vết nhơ về lối chơi bạo lực, mà nổi bật trong đó là đội tuyển Indonesia. Rõ ràng, ở một cự ly quan sát tốt như vậy, ở một góc nhìn thoáng như vậy thì thật khó tin là các trọng tài lại không rút ra bất cứ thẻ đỏ nào. Không chỉ riêng trận Singapore và Indonesia, còn nhiều trận đấu khác cũng tương tự như vậy. Dung túng cho lối chơi bạo lực là điều không thể chấp nhận được, vì nó sẽ hủy hoại đi nét đẹp của bóng đá. Ban tổ chức AFF Cup 2021 đang làm không tốt nhiệm vụ giám sát trận đấu của mình. Sau trận đấu thì ban tổ chức cũng chẳng có một động thái lên tiếng hay phạt nguội nào. Đó mới chính là điều mà chúng ta cần đặt dấu hỏi. Một giải đấu hay về mặt chuyên môn sẽ bị nhấn chìm bởi sự dung túng cho lối chơi bạo lực như vậy. Để thoát khỏi cái mác ao làng, ban tổ chức cần nghiêm khắc hơn và nhanh chóng chấn chỉnh công tác điều hành của mình. Xu hướng bóng đá thế giới đang ngày càng phát triển theo hướng bóng đá đẹp, mà bằng chứng rõ nhất là việc áp dụng VAR vào các trận đấu. Do đó, bóng đá Đông Nam Á cũng nên cần những người làm nghề có sự khách quan và có tâm nhất ở những giải đấu lớn như AFF Cup 2021. Để khi bước ra khỏi vũng bùn Đông Nam Á, chúng ta không phải bỡ ngỡ vì những thói quen không đáng có, mang lại hậu quả lớn ở những giải đấu mang đẳng cấp cao hơn. Tối ngày 23 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc đọ sức với đại kình địch Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2021. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đối mặt với thử thách khó khăn trên hành trình bảo vệ chức vô địch. Ở buổi tập cuối cùng chiều ngày 22 tháng 12, đội tuyển Việt Nam tập trung dành các phương án chiến thuật mới nhằm tạo bất ngờ trước Thái Lan. Về tình hình lực lượng, ngoài Đình Trọng dính chấn thương phải tập riêng, 29 cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều sung sức và sẵn sàng thi đấu. Đáng chú ý, trước trận đấu quan trọng với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn nhận được nguồn động viên và khích lệ từ các nhà tài trợ. Trong đó, tập đoàn Hưng Thịnh thông báo sẽ thưởng những chiến binh sao vàng số tiền là 100.000 đô la Mỹ, khoảng 2,3 tỷ đồng nếu vượt qua vòng bán kết. Đây có thể coi là liều doping tinh thần vô cùng mạnh mẽ và quý giá để huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò thêm quyết tâm giành thắng lợi trước đối thủ kỵ dơ xứ chùa vàng.